Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin VinFast đối diện với câu hỏi liệu có giao xe trong năm 2022 ở Mỹ như đã từng tuyên bố hay không. Hãng xe hơi VinFast của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng vừa ra mắt dòng xe thu hút nhiều sự chú ý từ truyền thông quốc tế tại triển lãm xe hơi Los Angeles trong tuần thứ 3 của tháng 11 và cũng gây nhiều xúc động cho không ít người Mỹ gốc Việt. Sau sự kiện đó, VinFast đang đứng trước câu hỏi từ nhiều phía rằng liệu hãng xe có thể giao xe cho khách hàng ở Mỹ trong năm 2022 hay không, và liệu hãng có tránh được thất bại ở thị trường Mỹ như các hãng xe Trung Quốc từng chuốc lấy trước đây. Đây là hình ảnh VinFast giới thiệu hai mẫu xe chạy bằng điện ở triển lãm xe hơi Los Angeles. Theo tường thuật với nhiều hình ảnh và video chi tiết của nhiều đài báo quốc tế như AP, Reuters, CNN, US News, Bloomberg, Financial Times hoặc những trang truyền thông khác, hãng VinFast đã cho ra mắt ở Mỹ hai mẫu xe tiện ích thể thao chạy bằng điện là E35 thuộc dòng xe cỡ trung và E36 là cỡ lớn. Các hãng dẫn thông tin từ đại diện của VinFast cho hay E35 chạy được 500 km tức là 310 dặm trên một lần sạc đầy và E36 chạy được 680 km là 422 dặm trên một lần sạc. Hãng này cũng chưa tiết lộ mức giá của hai loại xe, các đài báo quốc tế và kênh truyền thông cá nhân đưa tin. US News và một số báo đài quốc tế đã dẫn lời ông Michael Rosen, tổng giám đốc toàn cầu của VinFast, cho biết hãng sẽ nhận lệnh đặt mua xe vào mùa xuân năm sau 2022 và giao xe ở Mỹ vào mùa thu. Một bản tin của AP nói trong thời gian trước mắt, VinFast sản xuất hai loại xe nêu trên ở Việt Nam và đưa sang Mỹ, nhưng hãng cũng có kế hoạch bắt đầu sản xuất chúng ở Mỹ vào khoảng 6 tháng cuối năm 2024. Hiện hãng cũng đang tìm chọn địa điểm để mở nhà máy ở đây. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, tổng giám đốc của VinFast đặt ở Mỹ, được các đài báo quốc tế dẫn lời nói rằng VinFast muốn cung cấp sản phẩm cao cấp với mức giá cả hợp lý. Và dư luận cũng đặt ra câu hỏi, phải chăng VinFast không thể giao xe được vào năm 2022 như đã hứa? Tuy nhiên, theo quan sát của Đại tướng Hoa Kỳ, trong các ý kiến của dư luận, bên cạnh nhiều lời khen ngợi về VinFast theo đuổi kế hoạch kinh doanh ở Mỹ, không ít người, bao gồm cả các chuyên gia xe hơi, tỏ ý không tin rằng VinFast có thể giao xe ở Mỹ trong năm 2022. Ông Trương Quý Hoàng Phương, chuyên gia kiến trúc các dòng xe điện thế hệ mới của BMW, là một trong những người như vậy. Phát biểu với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bằng tư cách cá nhân, vị chuyên gia người Đức gốc Việt phân tích hình ảnh và video chi tiết được các đài báo lớn và các kênh truyền thông tư nhân đăng tải, và chỉ ra rằng mẫu xe E36 tại triển lãm ở Los Angeles chỉ là xe thạch cao. Đây là hình ảnh chiếc xe E36 trưng bày ở triển lãm Los Angeles. Với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành xe hơi, ông Phương nói có 3 cấp độ xe được mang ra triển lãm là xe prototype, tức là xe nguyên mẫu, đã được chạy thử. Thứ hai là xe ở dạng giang dở, một phần có thật, một phần còn lại chưa hoàn tất, phải che đi. Và cuối cùng là xe ở dạng còn đang vừa nghiên cứu, vừa thiết kế, chỉ làm bằng thạch cao hoặc đất. Vị chuyên gia nói sâu hơn về mẫu xe E36 như sau. Trong xe, người ta che hết từ thành cửa trở xuống, vì xe không có thật, và ở trên, người ta gắn giả những cái gối tựa đầu, vô lăng, để khách hàng nhìn tới bên ngoài qua cửa kính, xe nghĩ đây là xe thật. Nhưng nó chỉ là xe mô hình bằng thạch cao. Thứ hai, các đường viền ở cửa và nắp xe rất là sát. Cái đó chỉ ra làm xe mô hình mà thôi. Xe thật thì khoảng cách đó phải to hơn, vì xe khi lắp ráp cần có dung sai. Nếu chỉ đánh giá hình thức, ông Trương Ký Hoàng Phương nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng cả hai mẫu xe trên đều đẹp. Còn đi vào cụ thể và về tính khả thi cho việc chế tạo, ông Phương cho rằng mẫu xe E35 khá hơn. Tự tìm hiểu, ông nhận định rằng xe E35 là phiên bản có thân xe được kéo dài thêm một chút, dựa trên khung cơ bản thật là EMP2 của PSA Group, tức là hãng xe Peugeot của Pháp. Nhưng chiếc E35 cũng chưa vận hành thực sự, ông nói thêm. Thứ nhất, xe có mở đèn pha cho đẹp, nhưng khi cô quảng cáo mở xe ra, trong xe không có điện đóm gì cả. Thực sự, nếu xe có vận hành, thì khi mở cửa xe mà đèn ngoài xe sáng, thì đèn trong xe cũng phải sáng. Đèn khoang lái phải hiện lên, chứ không thể tối thui, không có màn hình như vậy. Và các gioăng cửa còn thiếu, họ làm vội quá để đem đi triển lãm.
Có người tìm cách mở nắp sạc điện ra coi, thì một người bảo vệ tới ngăn lại. Tôi nghĩ cái nắp đó có thể nó chưa được lắp đàng hoàng, dưới cái nắp đó chưa có chỗ cắm điện. Đây là hình ảnh xe E35 của VinFast tại triển lãm ở Los Angeles. Chia sẻ từ thực tế rút ra qua rất nhiều năm trong ngành chế tạo xe hơi, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương nói rằng, từ khi các phiên bản mẫu hoàn chỉnh đến hoạt vận hành nội bộ, cần tối thiểu một năm mới có xe thương phẩm đến bán cho khách. Lý do là trong vòng một năm đó, hãng phải đem bản mẫu đến các trung tâm kiểm nghiệm để được cấp phép lưu hành. Bên cạnh đó là chuẩn bị dây chuyền sản xuất, lắp ráp, đào tạo cho công nhân. Vì vậy, ông Phương dự báo VinFast hầu như không thể giao xe ở Mỹ vào cuối năm 2022 với xác suất tự ông đặt ra là tới 90%. Đến mùa xuân năm 2022, chỉ còn có hơn nửa năm mà xe chưa có vận hành. E35 rất khó, E36 càng không thể vì chỉ là mẫu xe bằng đất. Tôi nghĩ cái này nó không khả thi. Tôi có thể lấy ví dụ là chiếc xe Tesla Model Y, họ công bố xe vào tháng 3 năm 2019, mà mãi tới một năm rưỡi sau họ mới bán được chiếc xe đầu tiên. Khó chen chân vào thị trường Mỹ trong một bài viết cũng đăng trên hôm 30 tháng 9 trên trang web chuyên về ô tô Motor Trend, tác giả Frank Marcus chỉ ra rằng giới phóng viên chuyên mảng xe hơi chưa ai thấy bức ảnh nào chụp xe của VinFast được ngụy trang và chạy thử. Một tập quán mà các hãng xe vẫn thường làm. Vẫn tác giả này đặt câu hỏi liệu hãng xe VinFast non trẻ đã chuẩn bị kỹ càng chưa trong thời gian hoạt động còn khá ngắn ngủi. Cùng một loạt câu hỏi cụ thể hơn như VinFast có thử xe ở nhiệt độ cực thấp ở bang Minnesota hay không? Có thử trong nhiệt độ cao ở Arizona hay không? Bao gồm cả thử khả năng kéo móc trở nặng đi ngược lên đập David hay không? Đây là hình ảnh chủ kênh YouTube GoGo TV bên trái cùng luật sư tư vấn ở giữa sau khi tố cáo xe VinFast bị quá nhiều lỗi và sau đó bị VinFast đe dọa cho công an mời làm việc vào hồi tháng 5 năm 2021. Sự việc đã gây một làn sóng phẫn nộ trong dư luận về cách hành xử thiếu tôn trọng khách hàng của VinFast. Nếu có phép màu nào đó mà VinFast tung ra được các xe dòng chạy bằng điện cho họ trong năm 2022, chúng tôi muốn khuyên các độc giả của mình hãy kiềm chế, chớ có làm người đầu tiên trong khu phố làm chủ một chiếc xe như vậy. Tác giả Marcus đã viết trên Motor Trend như thế. Cũng lưu ý rằng VinFast mới chỉ hoạt động từ năm 2017. Một số báo đài quốc tế, trong đó có Financial Times và Motor Trend, nhận định rằng việc VinFast dấn thân vào Mỹ vốn là một thị trường ô tô cực kỳ cạnh tranh, là một bước đi mạo hiểm đối với một hãng xe hầu như vô danh. Chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương ở Đức cũng có chung suy nghĩ như sau. Đây là dự án rất táo bạo, thành công hay thất bại mình không thể nói trước được. Khách quan từ ngoài nhìn vào rõ ràng là ngay cả Trung Quốc cũng chưa cạnh tranh nổi trong thị trường xe tại Mỹ. Rất là khó khăn, Việt Nam rất là non trẻ trong ngành xe hơi này, để cạnh tranh vào thị trường đó rất là khó. Cũng trong những năm gần đây, một số hãng xe Trung Quốc như BYD, Scooter, Hart hoặc Kark muốn đi trước Việt Nam khá xa về chế tạo xe hơi đã có nhiều nỗ lực nhằm thâm nhập thị trường Mỹ nhưng đều rút lui sau một thời gian bán thử. Đây là hình ảnh nhà máy sản xuất xe VinFast tại Hải Phòng. Về thị trường xe hơi chạy bằng điện, ở Mỹ, mảng kinh doanh mà VinFast của Việt Nam đang nhắm đến. Dữ liệu của hãng nghiên cứu Xperia cho biết hãng Tesla nổi tiếng của Mỹ chiếm thế áp đảo với doanh số hơn 200.000 xe trong năm 2020 và nắm giữ tới 79% thị phần. Theo số liệu của VinFast công bố, hãng bán được khoảng 30.000 xe ở Việt Nam trong năm 2020 và dự kiến bán được hơn 45.000 xe trong năm 2021. Các chuyên gia về ô tô đánh giá rằng con số kể trên là rất nhỏ bé đối với một hãng xe, còn xa mới đạt được đến điểm hòa vốn, theo một số đài và báo chí quốc tế chia sẻ. Trên thực tế, một số tờ báo Việt Nam dẫn các báo cáo tài chính nửa đầu năm 2021 của VinFast cho thấy hãng đã lỗ tới 11,3 ngàn tỷ đồng, tức là tương đương với 491 triệu đô la Mỹ, trong khoảng thời gian này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020. Khi đó, hãng lỗ 6,6 nghìn tỷ đồng, tức là tương đương với 287 triệu đô. Các bản tin của Bloomberg và một số hãng Việt Nam dẫn lời tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói rằng VinGroup, tập đoàn mẹ của VinFast, chấp nhận gánh lỗ hàng năm
có thể lên đến 18.000 tỷ đồng cho VinFast trong vòng 3 đến 5 năm vì VinFast không nhắm kiếm lợi nhuận mà mục tiêu là chiếm lĩnh thị trường và gia tăng thị phần bao gồm cả xuất khẩu sang Mỹ, nơi được hãng xác định là thị trường trọng điểm duy nhất. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã liên lạc với đại diện của VinFast ở Mỹ để hỏi về khả năng hãng giao xe trong năm 2022 và tương lai cạnh tranh của hãng ở Mỹ. Vào tối ngày 22 tháng 11 giờ Mỹ, một cán bộ truyền thông của hãng hồi đáp bằng email rằng sẽ xin câu trả lời từ người có thẩm quyền để sớm gửi cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Ba ngày 23 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phương Hằng diễn cương hạ màn sớm hay thay kịch bản. Sau cuộc hội thụ quần hùng 1.000 fan cuồng và YouTube kền kền tại sao huyệt du lịch Đại Nam, sáp nhập báo chí quốc doanh và phản động vô chung một ruột để cùng luận tội. Bà Phương Hằng dẫn quân đến tận bản doanh báo pháp luật của Thành phố Hồ Chí Minh để khiêu chiến. Vai diễn người hùng thế thiên hành đạo chừng như bị cường quá lố. Được giao thượng phương bảo kiếm để chém âm mưu làm từ thiện ngoài quỹ của Đảng. Và mặt trận mấy tháng qua, Phương Hằng tha hồ mạ lị vu cáo người yếu thế đến say máu quên cả vai tuồng. Hồng vệ binh quay súng bắn cả quân nhà, khiến thầy tuồng hoang mang, sẽ cho hạ màn hay phải thay kịch bản. Đó là vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, sau thời gian im hơi, đồng thời đồng thuận hoặc nhắc nhở để lấy lệ, mắng yêu nhỏ nhẹ, báo chí quốc doanh đồng loạt lên tiếng phản ứng lại với thánh chửi Phương Hằng. Đây là hình ảnh buổi livestream truyền hình trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng hôm 14 tháng 11 ở Bình Dương. Lần này không chỉ để thể hiện ý kiến chủ quan của các tờ báo, mà còn là thông điệp mang tính răn đe mạnh mẽ của hai cơ quan quyền lực là Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh gom bó đảng phản động vào chung một giỏ. Trước đó, dư luận đã thông tin vào ngày 14 tháng 11, Thánh chửi Phương Hằng đã tổ chức buổi livestream truyền hình trực tiếp tại khu du lịch Đại Nam với khoảng 1.000 người tham dự, chưa đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét phòng dịch. Một số người cũng không đeo khẩu trang và có dấu hiệu vi phạm nhiều quy định về phòng dịch COVID-19. Cũng theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, khu du lịch được phép mở cửa hoạt động nhưng phải giảm công suất và tuân thủ quy định 5K. Khu du lịch Đại Nam ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một thuộc vùng nguy cơ cấp độ 3. Điều oái oăm là các cơ quan chức năng Bình Dương biết trước cuộc livestream này, cử người tham gia nhưng không hề can thiệp, hướng dẫn, điều chỉnh về quy mô tập trung hoặc ngăn chặn mà vấn đề sự kiện diễn ra với những vi phạm có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh mạnh mẽ hơn. Và điều đáng nói là các fan cứng của Thánh và các YouTuber kền kền đàn em tham gia hội luận với khí thế ngất trời đã chửi vung tung tóe không kiêng cữ một ai. Làn hơi phong phú, nồng nặc phong vị của Phương Hằng, cả giọng kèn tiếng uyển tanh tưởi của đám đàn em đã gói trộn chung quanh báo chí quốc doanh, thần thánh và kẻ xấu phản động vào chung một gói đem ra đấu trường xỉa sói. Nói cho cùng, phản động chỉ là tiếng nói của dân kêu than, không có quyền lực gì. Thánh chửi vung thiên lúc nào cũng được, nhưng báo chí quốc doanh là cái mồm của Đảng, là của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thánh mà vả vô, nó thì lập tức ăn đòn. Đây là hình ảnh hai nhân viên bảo vệ đứng chặn trước trụ sở của báo Sài Gòn Giải Phóng khi chiếc xe màu đen của bà Nguyễn Phương Hằng đến gần. Vì thế bà Hằng cũng lập tức rời đi chứ không bước vào tòa soạn. Vào ngày 16 tháng 11, báo chí cách mạng cả nước đồng loạt đưa tin Cục Phát thanh và Truyền hình và Truyền thông điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xác minh xử lý phát ngôn vi phạm trên mạng liên quan đến buổi phát hình trực tuyến livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Cục cũng nhận thấy vào ngày 14 tháng 11, buổi livestream có nội dung cho rằng báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Cục nhận thấy nội dung phát ngôn của nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Cục cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật nếu có liên quan đến vụ việc trên và báo cáo trước ngày 30 tháng 11. Cũng liên quan đến buổi phát hình livestream trực tiếp vào ngày 14 tháng 11,
tại khu du lịch Đại Nam chỗ đông người, có không ít người đã không đeo khẩu trang hoặc mặc dù thanh tra sở văn hóa thể thao và du lịch có mặt tại chỗ để nắm tình hình. Nhưng sở chỉ nhắc nhở về biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Còn việc có vi phạm và xử phạt hay không thì đó là thẩm quyền của địa phương, nơi có khu du lịch, tức là phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Quan thanh tra sở cũng không dám động đến thánh thì cấp phường, cấp huyện, tuổi nào mà dám xử phạt đây? Thế đã rõ, trong game show hoành tráng này, thánh có toàn quyền sinh sát với một số đối tượng nào đó, trong một số lĩnh vực nào đó, kể cả dịch bệnh, sinh mệnh của người dân. Nhưng nếu vung tay quá chán, chạm đến vùng cấm thì lập tức bị thổi còi. Nhưng tín hiệu xấu của thánh chưa dừng lại ở lệnh xử phạt hành chính của Bộ Thông tin Truyền thông. Vào ngày 16 tháng 11, tờ báo Thanh Niên đã có thông tin nóng bỏng như sau. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra nhiều đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng vu khống. Đây là hình ảnh các nghệ sĩ làm từ thiện bị bà Phương Hằng đấu tố, bị công an yêu cầu nộp sao kê từ thiện. Lưỡi búa đang treo lơ lửng cùng với hành vi vu khống, làm nhục người khác bị nhiều người tố cáo như trước đây. Nhưng nội dung của thông điệp lần này không chỉ là nhắc nhở, tiếp nhận đơn, tìm hiểu sự việc. Chữ nghĩa của các văn bản của các cơ quan chức năng có hơi hướng khởi động quy trình tố tụng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra thụ lý nhiều đơn tố cáo của các cá nhân, nghệ sĩ và luật sư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương về hành vi vu khống, làm nhục người khác. Nguồn tin cũng được phát ra từ cơ quan có tên mà nghe đến toát mồ hôi như Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung nhiều đơn tố cáo cũng được dẫn chiếu rất cụ thể. Luật sư Lê Thành Kính cũng đề nghị xác minh, làm rõ nội dung bà Nguyễn Phương Hằng vu khống ông Kính, hành hung bà tại trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội livestream và nói rằng ông Kính hành hung bà tại trụ sở công an. Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì khẳng định trên báo chí không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung khi làm việc tại trụ sở của PC02. Về mặt khách quan, hành vi cáo buộc sai sự thật với ông Kính có xảy ra. Hành vi này đủ cấu thành tội phạm vu khống hay chưa là tùy thuộc vào nhận định của cơ quan tố tụng. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác minh làm rõ đơn của các nghệ sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng hành vi vu khống, xúc phạm danh dự. Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh, cũng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Còn nghệ sĩ Hoài Linh thì tố cáo bà Hằng nhiều lần livestream nói về lối sống, đời tư của ông với nhiều lời lẽ nặng nề, xúc phạm. Dù thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng bà Hằng đã nhiều lần livestream vu khống Hoài Linh ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện hơn 13 tỷ đồng trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vi phạm pháp luật. Thụ lý đơn thư tố cáo của các nghệ sĩ với Phương Hằng, cơ quan không cần mất thời gian, chi phí điều tra mà ngược lại các nghệ sĩ phải tự mình khai báo, trình nộp đến từng sao kê, từ thiện lẫn tài sản cá nhân. Đây là hình ảnh vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh livestream giải thích trình bản sao kê tiền từ thiện để đối phó với tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Ngược lại về phía Phương Hằng, tương tự như trường hợp luật sư Lê Thành Kính, các hành vi thánh chửi đã được nghệ sĩ Vy Oanh, Hoài Linh tố cáo đã xảy ra, nhưng chứng thì đầy rẫy trên mạng Internet. Và vấn đề là hành vi này có đủ cấu hành tội phạm hay không thì tùy thuộc vào nhận định của đánh giá của cơ quan tố tụng. Về mặt lý thuyết, lưỡi búa của công lý và trừng phạt cũng đang treo lơ lửng trên đầu người đẹp Phương Hằng. Về vấn đề là Việt Nam, công lý là một tên hề. 8 tháng qua, thánh chửi này được che chắn bằng kim bài miễn tử, nhưng kim bài ấy có còn hiệu lực được bao lâu cũng là câu hỏi được đặt ra. Điều này có lẽ người buông rèm nhiếp chính, ông tổng đạo diễn của game show livestream mắng chửi này còn đang cân nhắc. Đối với Phương Hằng, công an chỉ là kẻ hầu hạ, bảo vệ không hơn không kém. Sau cuộc phi hành đại náo thiền am bên bờ vũ trụ, trấn áp ông già 91 tuổi và 8 đứa trẻ con, bà Phương Hằng đã vênh váo livestream khoe hàng, tiết lộ bí mật chấn động ngang tầm quốc gia là bà được hai đại tá công an và đám võ sĩ hộ tống bảo vệ. Quan trèo vai nhỏ,
khác gì thằng hề. Cấp hàm đại tá tương ứng với chức vụ giám đốc công an tỉnh, cục trưởng bị cáo Nguyễn Duy Linh, cựu tổng cục trưởng tổng cục tình báo mới ra tòa về tội nhận hối lộ của Vũ Nhôm cũng chỉ là cấp tá. Trong khi thánh chửi có đến hai đại tá đi theo bảo vệ, đủ biết vai vế cao đến mức nào. Năm Cam khi chết đã để lại câu nói bất tử như sau: cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền. Chị Hằng đã không chỉ thế thiên hành đạo, sỉ nhục thiên hạ mà còn lộng ngôn sống không cần đạo lý, chỉ cần hợp lý. Đây là hình ảnh hàng ngàn người tập trung trước tịnh thất Bồng Lai, Long An vào hôm bà Nguyễn Phương Hằng hẹn gặp vào ngày 4 tháng 11. Sự hợp lý của Phương Hằng là tôi biết lấy thân, lấy tiền, che thân. Fan của Thánh Mê cuồng đám đuối, tán tụng chân lý ấy. Về nhất thời, lộng ngôn của bà Hằng không sai, phù hợp với vai diễn, với ý đồ nghệ thuật của thầy Tuồng. Những bài diễn thuyết, cách hành xử của bà Phương Hằng và đám đông phảng phất mùi vị đấu tố của cải cách ruộng đất, chỉnh huấn của nhân văn giai phẩm. Vết bẩn nhuộm vào tay đạo diễn kem sâu có thể còn dài nhiều tập, phần hấp dẫn và ly kỳ nhất vẫn còn đang ở phía trước. Nhưng nếu Phương Hằng diễn cương, chắc hẳn thầy Tuồng, đạo diễn sẽ hạ màn sớm hoặc thay kịch bản. Và cũng xin gửi đến Phương Hằng và những fan mê tín và cả nhà đạo diễn nhận xét xấu đáo, chân thành của nữ nhà văn Thu Trân trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Bà Hằng càng dấn sâu vào nghị trường, càng thấy sự rốt nát, quê mùa của bà. Bà có còn gì để bon chen vào tầng lớp trên của xã hội Việt Nam hiện nay hay không? Chỉ có tiền, vàng, kim cương và quá khứ không lấy gì tốt đẹp của một người đàn bà ngoi lên từ dưới đáy xã hội. Cho nên bà cũng có những quyết định, hành động điên rồ, vớ vẩn, chửi bới tục tĩu, bẩn thỉu trước bản dân thiên hạ cũng là điều dễ hiểu. Duy chỉ có một điều khó hiểu là thế lực nào đứng đằng sau lưng bà để bà mạnh dạn diễn tuồng lâu như thế. Những người đại diện thế lực này chắc cũng rốt nát và thiếu hiểu biết như bà. Nếu không phải như vậy thì phải là người vô trách nhiệm, chuyên đi các nước cờ bẩn để làm suy đồi xã hội. Tiếc là xã hội Việt Nam bây giờ lại có những người vớ vẩn như bà Hằng, được liệt vào tầng lớp trên và được gọi là CEO gì đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2021 với bản tin Phương Hằng diễn cương, hạ màn sớm hay thay kịch bản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.